Thời gian qua, liên tiếp nhiều vụ việc đường giao thông bỗng bị biến thành nơi chụp ảnh, quay video, tiềm ẩn rất lớn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Thậm chí là có những người đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự và vì ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người có ý thức tốt hơn trong việc chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đừng để đường giao thông biến tướng phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhóm phụ nữ ngang nhiên dừng xe ô tô, tập thể dục giữa đường. Hoặc thậm chí, rất đông người còn bình thản tập yoga, chụp ảnh, lấn chiếm gần như toàn bộ lòng đường, bất chấp các phương tiện đang lưu thông, gây cản trở, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Các sự việc trên vấp phải sự lên án gay gắt của dư luận. Điển hình là vụ việc của Hải Idol, dàn hàng ngang 4 chiếc xe sang khi đi rước dâu để chú rể cô dâu chụp ảnh, quay phim và phát trực tiếp trên mạng xã hội. Việc dừng xe này đã vi phạm nghiêm trọng an toàn giao thông, gây ùn tắc trên đoạn đường từ quốc lộ 38 đi vào đường trục Bắc Nam, nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đường là tham gia giao thông, kể cả những người đi xe máy hay người đi bộ là người ta cũng phải ý thức là đi đúng cái phần đường của mình. Vì ô tô, người ta có làn của ô tô, mình tràn ra như thế thì là thứ nhất là gây tai nạn giao thông, là ảnh hưởng đến cái người lái xe. Đấy, với lại bản thân mình là thiệt hại mình trước đã. Còn người lái xe là gọi vạ lây đấy. Không tán thành những cái hành vi gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến công việc của người khác thế. Vì nhiều khi là chúng tôi là đi làm này không phải là ai cũng có thời gian để đò đưa trên đường. Hàng hóa thì bọn tôi là phải cần giao đúng lịch trình, mà nếu mà một người mà vô ý thức như thế thì ảnh hưởng đến rất nhiều phương tiện xung quanh. Có thể khẳng định việc dừng xe giữa đường là hành vi ngông cuồng, coi thường pháp luật và xem thường sự an toàn của người tham gia giao thông. Hệ thống quy định pháp luật đã rất đầy đủ, cụ thể về các trường hợp dừng xe, đỗ xe và nghiêm cấm về việc dừng, đỗ xe ở lòng đường, lề phố, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Song, nhiều vụ việc mới chỉ bị xử lý hành chính khiến một số người nhờn luật. Qua vụ việc của Hải Idol, có thể nhận thấy việc xử lý đã có tác dụng răn đe rất lớn. Bất cứ ai không tuân thủ luật pháp, thiếu ý thức và thiếu tôn trọng cộng đồng xã hội sẽ phải trả giá đắt. Nhóm thanh niên này, tôi cho rằng đây là ý thức kém. Họ có hiểu biết nhưng họ vẫn cố tình vi phạm những điều đó và họ gọi là không tôn trọng pháp luật. Đồng thời nữa họ cũng không tôn trọng chính cái gọi là tính mạng của họ. Thì đây là những điều mà rõ ràng là nếu mà chúng ta không kịp thời ngăn chặn và những thành viên trong những nhóm đó không kịp thời nhận thức và sửa lại mình thì mà cứ cái cách gọi là sinh hoạt một cách tùy tiện và ngẫu hứng như vậy thì rõ ràng là tiềm ẩn những nguy cơ sẽ xảy ra nhiều tai nạn ở nhiều nơi. Qua các vụ việc xử lý vi phạm, có thể thấy tác dụng rất hiệu quả từ những hình ảnh vi phạm mà người dân cung cấp cho lực lượng chức năng. Hiện nay, rất nhiều xe ô tô có camera hành trình, tham gia giao thông trên đường có thể ghi lại những hình ảnh chân thực về các tình huống vi phạm giao thông. Từ những dữ liệu đó sẽ được hỗ trợ rất nhiều cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là những hành vi gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thời gian qua, các vụ tai nạn trên biển liên tục xảy ra khiến nhiều ngư dân mất tích, tử vong. Thế nhưng các ngư dân vẫn chủ quan, không chấp hành quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị an toàn tàu biển. Nhiều tàu cá không hề trang bị áo phao, phao cứu sinh. Trong quá trình vươn khơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao khi có sự cố xảy ra. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC tại Hà Tĩnh. Tháng 9 năm 2023, trong quá trình khai thác trên biển, tàu cá của anh Nguyễn Văn Tùng, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên bị sóng đánh chìm khiến 3 người rơi xuống biển. May mắn có 3 can dầu nổi lên nên các ngư dân đã ôm can lênh đênh trên biển trong nhiều giờ, sau đó được người dân phát hiện và cứu sống. Trong lúc có mấy chiếc can là trước để được mùi là vào dầu đấy, là cần khống để nổi lên, thì như anh em cũng nổi lên anh em vớ được. Thì máy như của mình chỉ cán rồi, bọn em đi trôi giạt vào được. Tàu cá của anh Phan Đình Liêm thường xuyên hoạt động trên vùng biển. Mỗi chuyến vươn khơi thường kéo dài từ 2 đến 3 ngày, với khoảng 8 thuyền viên. Thế nhưng trên tàu lại không hề có phao cứu sinh. Nếu có sự cố xảy ra thì các ngư dân sẽ lành ít giữ nhiều. Nói chung là có phao cứu sinh, những cái đồ an toàn với lại đồ sống sót nó từ mức đồ là vẫn cao hơn có pháo cứu sinh. Nếu không có pháo cứu sinh thì vô tình mình có rơi rượt hoặc là đi
xuống tàu thuyền có gặp trục trặc cái gì thì nhiều lúc mình cái sự để mà cái sự an toàn của tính mạng mình nó cũng xa vời, nó cũng khó. Theo quy định, khi tàu cá hoạt động trên biển thì số lượng phao cứu sinh phải nhiều hơn 10% so với số người trên tàu. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều tàu cá không trang bị phao cứu sinh, hoặc nếu có số lượng cũng rất ít và được cất giấu ở nơi quá kín, khó sử dụng. Dù không thực hiện đúng quy định như vậy, nhưng các tàu cá vẫn dễ dàng qua trạm kiểm soát biên phòng để vươn khơi. Thì cũng do một phần do chủ quán cả. Phần do chủ quán này làm thì tàng này làm sáng đi tùy về thôi, giờ cũng sửa suốt hết rồi. Ở đấy cả cái thiên đánh bắt đi họ có đang biểu pháo. Cũng cả năng đá sủ khung. Đá sủ được khung này. Thứ nhất là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu được cái việc mà trang bị các cái thiết bị trang thiết bị cứu sinh trên tàu cá là để đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản của tàu. Thứ hai nữa là trực quốc ra biển thì qua các cửa lạch hoặc đồn trạm kiểm soát chặt chẽ cái việc là tàu trang bị phải đảm bảo đầy đủ thì mới cho ra cửa lạch hoạt động sản xuất. Việc các tàu cá chưa trang bị đầy đủ thiết bị đảm bảo an toàn lao động khi vươn khơi khiến nhiều ngư dân trở tay không kịp khi gặp sự cố trên biển. Đã có rất nhiều người tử vong, mất tích trong thời gian qua. Vì vậy, cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định về đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải của tất cả các tàu cá, xử lý nghiêm những trường hợp không trang bị những trang thiết bị cơ bản khi ra khơi. Bộ Y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho trẻ em bắt đầu từ ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm 2024, đồng thời cũng là ngày vi chất dinh dưỡng. Dự kiến 6 triệu trẻ trên toàn quốc sẽ được thụ hưởng chương trình này. Vitamin A có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Hàng năm, Bộ Y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho hơn 6 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 59 tháng tuổi trên quy mô toàn quốc. Mỗi năm có 2 đợt, đợt 1 vào tháng 6 và đợt 2 vào tháng 12. Trong các chiến dịch này, trẻ em trong độ tuổi được cho uống bổ sung viên nang vitamin A liều cao. Trong thời gian qua, các chiến dịch bổ sung vitamin A đã giúp cho Việt Nam thanh toán được bệnh mù lòa do thiếu vitamin A vào năm 2000. Đó là một thành tựu hết sức to lớn. Năm 2024, Bộ Y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho trẻ em bắt đầu từ ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đồng thời cũng là ngày vi chất dinh dưỡng. Chiến dịch sẽ được tổ chức trên toàn quốc, trong đó bổ sung vitamin A cho trẻ em từ 6 tháng đến 59 tháng tuổi tại 31 tỉnh, thành phố có tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em vẫn còn ở mức cao, bổ sung vitamin A cho trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi tại 32 tỉnh, thành phố còn lại. Kết hợp thực hiện tẩy giun cho trẻ em từ 24 tháng đến 59 tháng tuổi tại 22 tỉnh, thành phố khó khăn. Theo đó, nước bị cắt trong 8 giờ, từ 21 giờ ngày 1 tháng 6 đến 5 giờ ngày 2 tháng 6. Trong đó, 4 quận trung tâm gồm quận 1, quận 5, quận 10 và quận 3, trừ các phường 12, 13, 14 sẽ bị cắt nước toàn bộ. Một số nơi khác bị cắt nước một phần, gồm các quận 6, 7, 8, 11. Một số địa bàn khác cũng bị cắt nước một phần trong thời gian trên, gồm quận Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận. Tại thành phố Thủ Đức, nước bị cắt ở 21 phường. Ngoài các khu vực trên, một số nơi khác cũng bị nước yếu trong thời gian thi công, gồm toàn bộ quận 4, quận 3, phường 12, 13, 14, Tân Bình, phường 2, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Nhuận, phường 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, thành phố Thủ Đức, phường Long Thạnh Mỹ, Tân Phú, huyện Bình Chánh, xã Bình Hưng, Phong Phú,